Thời xưa uống nước sạch lành, thời nay nước uống vô vàn hiểm nguy. Dùng máy lọc nước RO, nước tuy sạch nhưng đâu có lạnh. Nước chuẩn này đã khác xưa, phải luôn sạch tốt, đó là nước ion kiềm tươi. Thôi, nhà mình đã có máy lọc nước rồi, giờ có thêm máy biến đổi nước RO thành nước ion kiềm tươi Daikyusan DN069 hả vợ? Đúng rồi chồng, máy này còn sở hữu công nghệ từ trường đỉnh cao nữa đó. Nước ion kiềm tươi Daikyusan sở hữu chỉ số chống oxy hóa cực mạnh hydrogen từ 600 đến 1800 BBB, giúp tác dụng trung hòa gốc tự do, hỗ trợ chống lại tác nhân lão hóa. ORB từ âm 300 đến âm 780 mV, giúp hỗ trợ trẻ hóa các tế bào trong cơ thể. Độ pH kiềm tính tự nhiên như rau xanh từ 8.5 đến 9.5, giàu khoáng chất giúp trung hòa axit dư, hỗ trợ phòng chống các bệnh như là đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Nước ion kiềm tươi ở dạng ion, phân tử nhỏ gấp 5 lần nước thường, kết hợp công nghệ điện từ trường để chuyển hóa cấu trúc nước từ hình bông tuyết thành hình lục giác, giúp nước lưu thông và hấp thụ dễ dàng hơn. Máy biến đổi nước RO thành nước ion kiềm tươi Daikyusan sở hữu công nghệ magie độc quyền. Nước sẽ được lọc bằng máy lọc nước nhà bạn rồi đi qua máy biến đổi tạo nước ion kiềm tươi nhờ công nghệ siêu hấp thụ chất độc hại MOF làm sạch nước, kết hợp điện phân magie độc quyền, công nghệ từ trường để biến đổi cấu trúc nước sang hình lục giác cho nguồn nước ion kiềm tươi sạch, tốt siêu VIP. Biến tiện nghi chỉ trong một chạm với 4 chế độ pH tùy thuộc theo nhu cầu. B1 dùng để pha sữa, uống thuốc, nấu ăn. B2 dành cho người mới uống 3 tháng đầu. B3 dành cho người đã uống quen với nước ion kiềm tươi. B4 dùng để rửa mặt giúp đẹp da, ngâm rau củ quả để giảm thuốc trừ sâu. Máy biến đổi nước RO thành nước ion kiềm tươi Daikyusan DN069 thiết kế nhỏ gọn, thích hợp để đấu nối nâng cấp với tất cả các dòng máy lọc nước RO của tất cả các hãng, có thể treo tường hoặc để bàn đều chuẩn tiện sang. Muốn khỏe đẹp phải uống ion kiềm tươi Daikyusan.